vị và các bạn, trong thời gian gần đây đã có rất nhiều các vụ cháy nổ xảy ra liên tiếp tại các cơ sở kinh doanh, quán bar, vũ trường, karaoke trong toàn quốc, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Thế nhưng việc phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh lại không được chú trọng với nhiều lý do khác nhau. Một ống kính cuối tuần hôm nay sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Đây là phòng karaoke số 9 của tầng 3, phòng trà ca nhạc Uyên My tại thành phố Bảo Lộc. À, nơi đây ngày 7 tháng 8 năm 2016 vừa qua đã xảy ra một vụ hỏa hoạn do sự bất cẩn của khách trong khi tổ chức sinh nhật đã dùng những cái ngọn lửa, những cái cây đèn cầy để mà đùa giỡn với nhau. Tuy nhiên qua thực tế tại hiện trường cũng cho thấy là với những cái chất dễ cháy như thế này thì cái việc xảy ra đám cháy lớn là điều khó tránh khỏi. Qua thực tế tại phòng trà ca nhạc Uyên My còn cho thấy nhiều vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, như hệ thống điện cầu móc tùy tiện, dây dẫn điện không lắp đặt âm tường, không bọc ống nhựa cách điện, lối thoát nạn không đảm bảo, bảo hiểm bắt buộc cháy nổ chưa được chủ cơ sở quan tâm. Lúc trước thì mình hơi chủ quan nên mình không nhắc nhở khách kỹ về vấn đề đó. Mình chỉ treo cái bảng tiêu lệnh chữa cháy các thứ, mình nhắc nhở nội quy ở ngoài thôi. Nhưng mà bây giờ là bắt buộc mình phải nhắc, khách vào là nhắc, để cho họ nhớ là họ phải có ý thức. Theo số liệu thống kê hiện nay, thành phố Bảo Lộc hiện có 47 cơ sở kinh doanh các dịch vụ giải trí công cộng và đang có chiều hướng gia tăng về số lượng, quy mô, thay đổi nhiều về hình thức hoạt động. Điều đáng nói, không ít cơ sở kinh doanh được cải tạo từ nhà ở, công trình không đúng với mục đích sử dụng các vật liệu dễ cháy như đệm mút, thiết bị cách âm trên tường có tốc độ cháy lan nhanh, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Mình mới tiếp nhận thì mới được từ tháng 3 và mình sửa chữa và cải tạo và mới hoạt đưa vào hoạt động trong tháng 10 vừa đây. Không phải là mình chưa đầu tư mà cái này mình cũng chưa có được tuyên truyền và cũng chưa có được biết tới. Thì mình sẽ thời gian, nếu như mình được biết tới thì mình sẽ làm ngay. Thực tế tại thành phố Đà Lạt cũng cho thấy, trong 115 cơ sở kinh doanh karaoke hiện nay, phần lớn được chuyển đổi công năng từ nhà ở sang dịch vụ karaoke. Tuy nhiên, đối với công trình nhà ở thì không vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Nhưng khi chuyển đổi sang kinh doanh karaoke, phải có ít nhất 2 lối thoát nạn và phải là lối thoát nạn an toàn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, có tới hơn 90% cơ sở không đảm bảo số lối thoát nạn, thậm chí có nhưng mất công năng sử dụng của lối thoát nạn. Ngoài chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, nhiều cơ sở karaoke ở khu vực này còn treo biển hiệu vượt kích thước quy định, ảnh hưởng cảnh quan chung, cản trở quá trình thoát hiểm, cứu nạn cứu hộ và nguy cơ gây cháy nổ cao. Đó cũng là một cái cảnh báo cho hệ thống kinh doanh karaoke cũng như khách sạn. Nó thấy là cái đảm bảo cái độ an toàn nó chưa có cao đối với khách hàng. Thì đó mình cũng rút kinh nghiệm. Đó. Trước mắt là làm cái bảng hiệu cho nó gỡ ra để cho nó thông thoáng, cho cái công tác phòng cháy được tốt hơn. Rồi phía trong thì dọn cho nó gọn gàng lại. Theo thông tư số 47 của Bộ Công an ban hành về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, quy định các cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ này phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trên thực tế đa phần các cơ sở này đều được cấp phép và thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước thời điểm Bộ Công an ban hành thông tư 47 về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường và karaoke. Cả cái cơ sở kinh doanh karaoke đều hình thành từ khi có cái quy định của Chính phủ và của Bộ Công an, cho nên hệ thống cách âm phần lớn là các cái chất dễ cháy mà gây ra nhiều khí độc. Cho nên hiện nay thì chúng tôi đang kiến nghị các cơ sở là trong thời hạn 10 ngày thì tất cả các cơ sở là phải sử dụng cái hệ thống cách âm bằng các cái chất chống cháy hoặc là chất không cháy. Cho nên là những cái đó là những vấn đề cơ bản nhất trong cái hệ thống. Còn lại một số cái quy định theo thông tư 47 của Bộ Công an, ví dụ như hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, thì tất cả những hệ thống đó thì phải thực hiện theo thông tư 47, tức là đến ngày 1 tháng 1 năm 2018, mà nếu cả cơ sở không khắc phục thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Thực tế trên chính là lời đáp vì sao hậu quả của các vụ hỏa hoạn tại các quán bar karaoke xảy ra gần đây thường gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, việc đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ tại các nhà hàng, quán bar, karaoke là điều vô cùng cần thiết. Các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí cần đầu tư hợp lý, đúng các quy định của nhà nước, chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa về nguy cơ cháy nổ, tuân theo khuyến cáo của ngành chức năng, bởi nguy cơ hỏa hoạn có thể xuất phát chỉ từ một chút bất cẩn trong hoạt động kinh doanh của mình. Lúc bây giờ thuộc huyện Lạc Dương, nơi thuộc các xã là Đạ Long, Đạ Tông và xã